Hello, xin chào tất cả các bạn. Chà, chụp nè lụa ngã, chụp nè tết hai, chụp ngày này cứ play nè tất cả các video này cứ nhom một lên sọc cầm nè, chẳng hay cứ thọt nọc tiền nhom là sọc nè. Thôi, giờ cầm ơi sang YouTube với nhom chắc xong review pi Vaseline nè, bơ lương nè tất cả các bạn. Sa tay ở một lên sọc hai pa thì cho chị chẳng hay nhom tinh lên nè liệp, vậy ta prap ăn mới sập đáy. Tinh tha ở vị thể cho thì chị khăng này ốc nè Vaseline phơ lương này thì tổng ốc nè cứ liệt tao cho sạch chà coffee ở Vaseline phơ xế trong tha vì môn mọc cứ như mà đây liệt tệ chẳng liệt tao vì đôi ở bệ miên sầm nóm chị phải xác cứ vì chua nó có đôi chi ở bóng bóng sẽ bệnh dương để khôi vì môn mọc để tổng ốc nè đôi chi ở khôi để xa còn đau thứ ngay đợi nhóm chẳng nè cái nhé màu đài chẳng cứ chi diêm liệp hai bịa sòm đài sòm chừng câu mùi sập đá tàu pi sập đá hơi tha ở sập bảy bảy nhâm cứ việc bị sa lăng chừng môn nó nè ở khnề này thấy vi chui bắt đầu sầm nơ bắt đầu sập bảy bảy dương cứ bàn dù mùi thế ngày sầm rạp chui chú chua sập bảy được gọi sập đá sập bảy dương để khôi bị môn móc cha ơi tập lọp một chia bị sa chừng môn hay liệt tao cứ tham miên chiết sầm nam này ok nè này, ôi bảy dương miên sầm nam chia để xa chiết sầm nam dương bàn, u chà bàn mới thay bàn chậm đau nên nhom liệp, muốn thoát cái liệp hai hai này cứ liệp đau tiệt, chà chăng ở sa tèn lịch tràn chắc kinh thoát tại phần này hay video này mình tại phần này tao ok nè, mình chờ mọi tết tao nâng video này ai comment bàn ok bye bye.